Sau đây là phần bình luận với tựa đề Hướng về phương Bắc. Bài viết do người buôn gió biên soạn, Quang Trường trình bày. Thưa quý vị, đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 kết thúc vào đầu năm 2016, đánh dấu sự lên ngôi tột đỉnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dư luận phân vân câu hỏi, ông Trọng dựa vào đâu đã làm nên một cuộc thâu tóm ngoạn mục quyền lực về tay của mình? Là người cao tuổi, không có tay chân mạnh vì gạo bạo vì tiền. Thế nhưng ông Trọng đã hất được tất cả những đối thủ nặng ký trong Bộ Chính trị khóa 11 về hưu, để một mình ông trở thành một dạng như là cha già dân tộc thứ hai. Các câu trả lời dần dần bị hé mở ở những tháng sau đó, và đáp án chung đều chỉ về một dấu hiệu, đó là Việt Nam đã thắt chặt với lại Trung Cộng hơn và đồng thời đã xa cách thế giới phương Tây. Quốc hội của Việt Nam trước chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã làm một việc hy hữu, đó là bãi nhiệm chức vụ của các ủy viên Trung ương, Bộ Chính trị đã bị loại khỏi hàng ngũ quyền lực trong đảng trước đó ở đại hội đảng khóa 12. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đến Việt Nam với một nghi thức đón tiếp tồi tệ, lạnh nhạt từ những giới lãnh đạo mới của Việt Nam. Trước chuyến thăm của Obama đến Việt Nam ít ngày, thì tập đoàn Formosa đóng ở Hà Tĩnh đã xả ra một lượng chất độc cực lớn và gây ô nhiễm môi trường 4 tỉnh miền Trung trầm trọng như là một thảm họa lịch sử. Formosa là một tập đoàn chủ là người Đài Loan, nhưng phần hùn vốn ở Hà Tĩnh có đến ít nhất là 70% từ Trung Cộng qua nhiều nguồn lắc léo khác nhau. Chỉ sau sự đón tiếp nhạt nhẽo với Tổng thống Hoa Kỳ ít ngày, thì Việt Nam đã dấy lên một cuộc chống tham nhũng ầm ĩ mà cách dạo đầu mang màu sắc của Trung Hoa cổ xưa. Đó là việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận tin trên báo chí về một chiếc xe sang đeo bảng xanh. Thì từ đó, ông Trọng đã chỉ đạo dắt dây đến việc thất thoát hàng ngàn tỷ ở Bộ Công Thương và Dầu khí Việt Nam. Sự việc này lây lan nhanh chóng đến hai quan chức cấp cao, đó là Đinh La Thăng, đương kim Bí thư Thành ủy Sài Gòn, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, và Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng đã về hưu. Xuất hiện nhiều bài báo tấn công hai quan chức này rất nặng nề từ phía chính thống cũng như là trên trang mạng xã hội. Thế nhưng, một điều lạ lùng đó là trong việc điều hành kinh tế thất thoát ở Bộ Công Thương Dầu khí Việt Nam, còn liên quan đến những quan chức khác như là các ủy viên Bộ Chính trị đương nhiệm, đó là Hoàng Trung Hải, Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Thuệ, và các vị này lại không hề được nhắc tới. Mặc dù trong thời gian thất thoát tiền bạc ở Bộ Công Thương Dầu khí của Việt Nam, những vị này đều có vị trí quan trọng liên quan, và ngay cả việc luân chuyển cán bộ được phanh phui sai trái song song với lại việc truy cứu thất thoát tiền này cũng có những sự né tránh. Chẳng hạn, không thấy nhắc đến vai trò của trưởng ban tổ chức Trung ương Tô Hủy Rứa. Tất cả những người liên quan không được nhắc đến như là Vương Đình Huệ, như là Nguyễn Xuân Phúc, Hoàng Trung Hải, Tô Hủy Rứa đều có một đặc điểm chung, đó là không bộc lộ quan điểm thân thiện với lại Hoa Kỳ, không có thái độ làm Trung Cộng khó chịu. Và trái lại, những người bị nhắc đến như là Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng đều có một thái độ thân thiện với Hoa Kỳ. Và nhất là Đinh La Thăng từng lớn tiếng mắng nhà thầu Trung Cộng và ủng hộ trường đại học do Hoa Kỳ mở ra ở tại Việt Nam. Vũ Huy Hoàng là người tiếp xúc thương thảo ký kết hiệp định TPP. Và chỉ có điểm giống nhau là bọn họ đều là cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản và đều có tài sản lớn. Có anh em, có con cái bè cánh tham gia lũng đoạn đất nước. Và cuộc tấn công tham nhũng có chọn lọc đối tượng của Nguyễn Phú Trọng, tức là những đối tượng nào có thái độ thân thiện với Hoa Kỳ thì phải đem ra xử trước. Và còn những đối tượng tham nhũng, bè phái, luân chuyển, có vấn đề nhưng không thân với Hoa Kỳ sẽ được để đó tính sau, hoặc có thể không bao giờ bị tính đến nếu như quan hệ Việt Trung vẫn nồng thắm như bây giờ. Quan hệ Việt Trung tăng cường tốc độ chóng mặt trong thời gian này, và các ủy viên Bộ Chính trị trọng yếu như là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã liên tiếp sang Trung Cộng ra mắt cầu kiến. Phía Trung Cộng cũng có những ủy viên Bộ Chính trị cao cấp đến Việt Nam xem xét và truyền đạt chỉ đạo như là Bộ trưởng Công an Quách Thanh Côn và Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị Trung Cộng, Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Trương Đức Giang cũng đến Việt Nam và dự phiên họp của Quốc hội Việt Nam. Tàu hải cảnh của Trung Cộng cập bến Cam Ranh, 1.000 thanh niên Trung Cộng đến Việt Nam để giao lưu. Và tất cả những hoạt động chính trị tầm vóc to lớn này diễn ra tấp nập trong vòng 3 tháng. Và trong một cụm từ đối đáp ngoại giao
Việt Trung đã xuất hiện hai từ thân thiết. Chúng được lặp đi lặp lại giữa hai bên được Thông tấn xã Việt Nam nhấn mạnh như là chủ ý về tầm quan trọng. Trong cuộc gặp với lại Trương Đức Giang, thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dùng từ thân thiết được mô tả trong đoạn viết từ tin của Thông tấn xã Việt Nam như sau. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng gửi lời thăm hỏi, thân thiết và lời chúc tốt đẹp tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường và nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng dùng từ thân thiết như vậy. Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng những thành công của Hội nghị Trung ương 6 vừa qua của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Cộng và qua Trương Đức Giang, gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp đến Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình và các nhân vật lãnh đạo cấp cao của Trung Cộng. Thưa quý vị, chưa từng có trong lịch sử quan hệ ngoại giao Việt-Trung mà cường độ thăm gặp làm việc cấp độ cao là diễn ra tấp nập trong thời gian ngắn ngủi vài tháng như vậy. Và thưa quý vị, có lẽ Trung Cộng đã biết tận dụng thời khắc xung đột ý thức hệ của hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam và chớp được thời cơ bầu cử Tổng thống của Mỹ sẽ thành khoảng trống quan trọng trong vấn đề quan hệ Việt-Mỹ. Và lúc mà những nhân vật có ý thân Mỹ bị cô lập tại Việt Nam, thì người Trung Cộng ráo riết đòi ông Trọng cùng bộ sậu lãnh đạo mới những món nợ mà ông đã cam kết trước đây. Trung Cộng đã giúp đỡ phe ông thắng lợi ở tại Đại hội Đảng 12. Và sự thắng lợi của phe Nguyễn Phú Trọng ở Đại hội 12 đã gắn liền với những hoạt động gia tăng cường độ gắn bó với lại Trung Cộng và sau đó của Đảng Cộng sản Việt Nam là điều mà ai cũng thấy rõ bằng mắt thường. Và trong thời gian tới thì chuyện Việt Nam gắn bó lệ thuộc vào Trung Cộng toàn diện hơn, sâu rễ hơn là một điều tất yếu. Vận mạng của đất nước và dân tộc Việt Nam đã chính thức bắt đầu công khai nằm trong tay của những người phương Bắc, vốn là kẻ thù truyền kiếp. Tương lai đất nước Việt Nam có phát triển hay không? Câu trả lời tùy thuộc vào quyết định của những người lãnh đạo Trung Cộng. Một khi lãnh đạo của Việt Nam đã đồng lòng hướng về phương Bắc như thế, thì lẽ tất nhiên câu trả lời là vậy. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Hướng về phương Bắc, bài viết do blogger Người Buôn Gió biên soạn quan chương trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị vào phần bình luận lần tới. Xin kính chào. Phút thanh bình miền Trung đi qua bao mưa nắng vẫn thắm tình, biển quê tôi cát trắng trải bờ em giang tay vui đùa bơi giữa con sông ôm, biển xanh huyền hoa đoàn thuyền về đây cá tô. Bỗng đầu nghe đau thương đến không ngờ, chiều nay ai ơi nghe tình xác cá khắp bờ, nổi trôi theo con sóng cuốn vào đây, hoang mang muôn ngàn câu hỏi ai có hay, bữa cơm quê nghèo rơi lệ nhìn trắng đôi tay. Ai gây nên niềm đau ấy, ai gieo vào lòng biển cái chết hôm nay, biển là bạn giờ thành mối hiểm nguy, vì ai hãy nói đi. Ôi ai xây nên nhiều nhà máy, nhưng môi trường hủy hoại thì đâu nghĩa chi, cháu con bao đời sau về đâu, cuộc đời con có bao lâu, trả cho tôi đây con sống chán hòa, miền Trung đơn sơ nhưng êm ấm những mái nhà,
trả cho tôi cát trắng xóa bàn chân. Xa khơi con thuyền mang về đầy khoang cá tôm, biển xanh êm đềm cùng chào đón giữa mênh mông. Những ngư dân làm nghề lặn biển ở thôn Ba Đồng, phường Kỳ Phương, tỉnh Hà Tĩnh là những người trực tiếp chứng kiến ống xả thải khổng lồ dưới đáy biển của tập đoàn Formosa. Đoạn ống xả thải chạy ngầm dưới biển dài khoảng 1.400 mét, đường kính ống dẫn chính khoảng 1,4 mét. Đoạn cuối của ống dẫn chính được nối với 3 ống xả nhỏ, mỗi ống dài khoảng 2 mét. Cuối các ống xả nhỏ này được nối bằng cao su để tránh sự tác động của nước biển. Đoạn cuối cùng của ống xả thải chính được công ty này đặt sát đáy biển và chôn lấp. Ai, ai gây nên niềm đau ấy? Ai gieo vào lòng biển cái chết hôm nay? Biển là bạn giờ thành mối hiểm nguy, vì ai hãy nói đi. Ôi, ai xây nên nhiều nhà máy? Nhưng môi trường hủy hoại thì đâu nghĩa chi? Cháu còn bao đời sau, về đâu cuộc đời con có bao lâu? Trả cho tôi đây con sóng chán hòa, miền Trung đơn sơ nhưng êm ấm những mái nhà. Trả cho tôi cát trắng xóa bàn chân, xa khơi con thuyền mang về đầy khoang cá tôm, biển xanh êm đềm cùng chào đón.